Dạ xin chào quý vị, thì hôm nay Hải Phong đi thăm cái chỗ mà làm mới của Cu Nhỏ này quý vị ạ. Thì chỗ này thì em Phong giới thiệu cho Cu Nhỏ này quý vị. Ở đây là may nệm bạc quý vị, rồi phụ kiện đồ chơi ô tô. Nói chung là rất là nhiều việc ở trong này để Cu Nhỏ làm ở trong này quý vị. Ở đây có địa chỉ gì không Phong này? Ở đây là đường Nguyễn Tất Thành. Đắk Thành à. Đây là những cái công việc Cu Nhỏ làm đây. Để chia sẻ để những cô bác anh chị mà nếu mà có ở ngoài Quế thì có thể tới chỗ Cu Nhỏ để ủng hộ em. Địa chỉ à, đây địa chỉ đây này. 1217 Nguyễn Tất Thành quý vị ạ. 1217 Nguyễn Tất Thành. Tài hoãn quá hỉ. Ngon lành không? Nó lành đúng không? Nó làm nó nói gì không biết đúng hay sai cho biết cho già nói bố già nãy, bố là già nãy. Nói chung là nó không được dạy dỗ nhưng mà thấy nó như vậy là của mừng, nó ra đời nó biết sống lắm. Giờ ông Phong nó chạy đi đâu xuống cái kia gì? Phong chạy xuống cái kia nè. Đây là những cái công việc mà Cu Nhỏ làm đây quý vị. Đi dán phim cách nhiệt, dán chống ồn, bọc ghế ô tô, lắp đặt đầu định vị GPS, camera hành trình, camera lùi cảm biến. Đó, đây là những cái công việc mà Nhỏ đã làm. Chỗ này là chỗ mới đây quý vị ạ. Nghe nói rằng là em rất là giỏi mà rất là lanh và rất là lễ phép nữa quý vị. Đó, nãy quý vị thấy là em may bạc đó, giỏi lắm. Còn Hải cũng xin lỗi là Hải không chia sẻ về cô chú ha. Cũng hơi ngại đó, nên là mong quý vị thông cảm. Còn ở đây thì môi trường rất là tuyệt vời rồi, nên là quý vị cũng yên tâm cho Cu Nhỏ. Em thử việc ở đây nói chung là cũng có tiền, rất là tốt quý vị. Đó, nói chung là lo cho em có khả năng để lo cho anh và cho mẹ em đó, nên là quý vị cũng mừng cho em. Ở đây là Phong á, em Phong á là dẫn em lên đây đó quý vị. Làm đủ thứ việc hết ạ. Thấy bài bản không? Không là đi. Coi coi coi. Nhỏ này được mấy bữa mà nho may được cái nhỏ? Thì gần tháng. Gần tháng này. Bây giờ 2 ngày nữa, 3 ngày nữa. 2 ngày nữa. Chung là em làm đủ thứ việc hết á. Chiều nào cũng về, nhỏ có ở lại không nhỏ? Có bữa nào ở lại đây không? Hả? Mẹ không cho ở lại à? Vậy chiều cũng có phải về à? Sáng đây chiều về. À. Của vậy đó, đi làm mà mẹ cũng không cho nữa. Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn em giờ em lớn rồi. Bọc yên xe máy à? Đi từ đây về nhà con cũng sai. Dạ, xa. Đợt sau đi rồi chú ra chú mua xe đi. Sáng mới mua xe cho anh con đó. Dạ. Anh con đi xe đạp ngon nhỉ? Ờ. Đi hết. Ừ. Từ đây chỗ về em thì cỡ khoảng 10 cây số không mày, hơn đó chứ gì? 10 cây số để mua cho em chiếc xe máy đi có phương tiện. Xe 50 được rồi gì? Xe 50 phân khối là đi được. Rét quá rồi. Nó cứng dữ rồi. Mới thấy hạt mê. Ngay mười mấy cái. Ngày mười mấy cái hả? Đầy đủ thứ gì? Dạ. Con ráng con học nghề vậy, học cho dạ. Nó có nghề có tương lai. Mình không học chữ như người mình học nghề. Kỳ đây. Rồi, xong. Ok. Ở đây thì chắc công việc cuối khỏe rồi, làm nhẹ nhàng. Trong đây thì được cái đó, im mạc cũng bị nặng, cũng làm việc lại cũng nhẹ nhàng nhưng cực nhọc cũng nguy hiểm nữa. Đúng rồi, và rất là nhiều việc và rất là có tương lai luôn quý vị. Giống như là quý vị thấy là giờ nhóm phim cách nhiệt này, đúng không? Bọc ghế ô tô rồi rất là nhiều việc có thể gọi là có rất là có tương lai đó quý vị. Dán phim cách nhiệt này, dán chống ồn, bọc ghế ô tô da thật. Lắp đặt đầu định vị GPS, camera hành trình, camera lùi đó, Thì ở ngoài Quế thì quý vị có thể là đến đây ủng hộ cho chỗ làm này để cho Cu Nhỏ có nhiều cái việc làm hơn ha. Thì chỗ này thì cũng có rất là nhiều việc rồi, nhưng mà Hải cũng muốn xin chia sẻ thêm. Ở đấy nhiều nghề lắm, nhiều việc ha, nhiều việc lắm. Nói chung là không có thời gian để làm thôi đúng không? Ở đây là nói chung là chủ yếu là về nệm bạc, rồi thứ hai lại là các cái rem cửa đấy cũng có làm này. Đó, rồi phụ tùng ô tô này, bọc kiến xe máy này, đủ thứ. Nói chung là đùng về phân giá phân sổ thì nói đây là đấy, cái nghề này là rất hợp với nghề cũng nhỏ luôn, cũng làm lanh lắm. Nãy như Hải cùng chia sẻ quý vị, nó làm như bọc ghế ô tô này, nó rất là nhiều thứ rồi đây. Đấy, ví dụ như đấy, mình có thể cải tạo cái cũ đấy, cải tạo cũ đó, khung này ví dụ như á, thì khung này bị khung sắt á mà bị hỏng, bị đứt hay là bị chỉ đỏ thì nhỏ hàng được. Nói chung là nó hỗ trợ với cái hàng của nó vợ trước đó quý vị. Hàng xong rồi bắt đầu giá này có thể nó làm mới lại. Sau này có một cái công việc rất hay đó là cải tạo đồ cũ. Đúng rồi, ví dụ cái đồ cũ thường những cái nhà mà họ làm mới đó quý vị, thì những cái nhà mà họ bỏ những cái đồ này đó có thể là bọc lại đồ mới và sửa lại theo cái kiểu mà của hiện đại, ví dụ như cổ điển bỏ thành hiện đại gì đó. Nói chung là thay đổi cái cấu này. Ví dụ như sau đấy có thêm một cái sự hưởng bán, ví dụ như thế mình mua về mình cào tạo mới, bạn là cái nhà cũ nó có thấy có một cái công việc mình làm, mình bỏ công ra mình tìm kiếm nó mà cái đồ cũ mình sửa chữa, mình cải tạo ra mấy bạn là cái giá hàng cũ. Ví dụ như đây quý vị, đó là xong hàng lại, bọc lại da là nhìn cái này rất là đẹp rồi. Đó, quý vị thấy ghế này rất là đẹp luôn. Cuối cùng cái này chắc là có người sửa rồi chứ họ không bỏ ra đúng không? Ở đây tới đây là chắc họ sửa rồi. Có một đấy bạn hàng cũ. Bán hàng cũ à? Đây cái này lâu rồi, bạn hàng cũ đấy. Để cả bây giờ mình mua về, mua giá hàng cũ hàng rẻ, mình cải tạo bên bạn giá cao hơn chút xíu đó. Cũng là làm về cái nghề cá này là bây giờ nó thành lắm. Với lại ô tô rồi đủ thứ người ta họ bọc nhiều đúng không? GPS nữa hả? Đó đây ví dụ như ban ghế này cũng cải tạo được hết đấy. Nhìn cái này nhỏ hàng lại thôi đâu. Cái này chẳng gãy là họ bán ra dai đúng không? Hàng đó đa số là bị nền bạc bị rách đó. Nhỏ đâu rồi? Nào sao có muốn học việc không? Ra đây làm con nhỏ luôn. Tay chân nó làm nghe nhanh nhàng hì. Nó tội lắm quý vị. Nó đi làm vậy tối là nó ban ngày thì nó nhờ cô ở đây mua đồ ăn xong rồi tối đem về cho mẹ cho anh. Đó. Nói chung là cái trọng trách của nhỏ sau này rất là nhiều đấy. Vì anh và mẹ là đều hai người đều bị bệnh đấy các quý vị, nên là em giờ em phải đi làm. Trời sinh sau em cũng lanh lợi lắm, làm cái gì cũng lanh lợi mà rất là lễ phép nữa, ai cũng thương hết trơn. Hôm nay ở đây cô chia sẻ rằng là em rất là ngoan. Dạ đi lên phố rồi cô, đi lên phố chắc ngày mai cũng về. Dạ có ở lại chỗ Phong luôn á. Tao vậy đó chứ.